Tôi và cô nàng 26 tuổi ở trọ tầng 11. Muốn giết người, chân đó là đủ. Tôi nhảy, không biết tự lượng sức. Chết đến nơi rồi mà còn mạnh miệng. Thì chết đi. Chiêu mở quyền thứ ba, Lật Nhất Trường Hà. Hả? Năng lực phá nụ của hắn lớn tới như vậy sao? Tiền nhà này, quái vật gì vậy? Bước làm trò nhám đi. Đừng có giả vừa nữa. Phá. Chết tiệt, cú đấm này là mình mất hơn phân nửa sức mạnh rồi. Ồ. Khốn kiếp. Thật không ngờ, ngươi lại có thể đả thương được hóa kình tam trùng như ta. Nhưng mà, hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Tới đi, một ván, phần thắng bại. Tốt độc phải có tác dụng rồi chứ, sao hắn còn mạnh hơn trước? Có sợ hở. Đi rồi, tên này điên rồi. Đi, không thể điều mạng với hắn được. Đừng bỏ anh. Tới đây, lại không mang theo chìa khóa à? Chứ nhà, anh bị làm sao vậy? Máu. Chị Khánh đi. Đừng có hét, kẻo đánh thức đồng đồng. Sau đó, màu chủ nhà bị thương rồi, chúng ta đưa anh ấy đi bệnh viện. Không, đưa tôi đến lầu. Là kẻ nào làm vậy? Sao anh lại bị thương nặng tới như vậy? Chứ nhà, cố gắng gượng. Vào phòng tôi, lấy kim châm. Tôi đi đấy. Chứ nhà, anh nhất định phải cố gắng lên. Chúng ta đi bệnh viện trước có được không? Đi bệnh viện làm gì? Chỉ là bị thương nhẹ thôi mà. Anh đừng có vờ mạnh mẽ. Tới rồi. Kim châm tới rồi. Đỡ tôi ngồi dậy. Máu đen là độc. Huyết bách hội cường một thiên gia đại trụy. Bình dương thiên tôn cử huyết. Đáng trùng. Trung hoàng khí hải thân huyết qua nghi quan. Chứ nhà. Tôi nhớ. Mò ra chưa. Năm đó bị cả ngàn người bao vây tấn công vẫn không chết. Cứ tưởng lần này cũng vậy. Mò đi gọi lâu hổ. Ừ. À tê rồi đây. Quên mất anh, không nói lời từ biệt. Tên nhã. Hả? Tần Nhược, anh cuối cùng cũng tính rồi. Hả? Nhà, anh dọa tôi sợ chết đi được đấy. Anh đã coi anh còn sống hay không? Tía má ơi, tối hôm qua anh dọa tôi gần chết rồi đó. À, được rồi, tôi đã ép. Đâu ra khỏi cơ thể rồi. Là anh làm gì? Có phải dư già không? Ừ, bọn chúng thuê sát thủ. Lũ khốn kiếp mà. Cái khốn nạn đó. Sớm muộn gì cũng phải tính món nợ này với bọn chúng. Tôi đã gửi một vài người canh gác bên ngoài. Phòng hờ chúng lại tìm tới. Không cần thiết. Cơ thể tụi đã hồi phục rồi. Đến đứa nào thì tôi giết đứa đó. Ừ. Ờ. Ây da. Anh dọa chết tôi rồi. À, Tân Quỳnh à, tôi còn có chuyện nên về tới đây. Có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi nhé. Mới vừa tỉnh dậy đã đủ sức làm chuyện đó, cơ thể cũng kém thật gừ. Tiêu Hạ, tôi muốn ăn hoa quả. Đi đi được, một lát nữa tôi sẽ mua cho anh. Hả, cô ra ngoài hả? Không chỉ tùy, các anh cũng phải đi. Hả, đi, tôi đưa anh đến bệnh viện. Bà, 300 euro. Y ta, cơ thể của anh ấy còn có độc không? Tôi trông giống người bệnh lắm hay sao? Đừng có quá lo. Người bình thường chỉ có
Số L120 đã là nguy hiểm tới tính mạng rồi, anh còn nhập viện ngay lập tức. Hả, còn nuôi quá hay không đó? Nghe thấy chưa, anh phải nhập viện điều trị ngay lập tức. Tôi không muốn ở lại bệnh viện. Không được, anh phải nghe lời tôi. Dựa vào đâu? Bởi vì tôi là bạn gái của anh. Cười đã đủ chưa? Ăn táo đi. Tay người ta không có sức, đứt cho người ta ăn đi mà. Anh thử tiếp tôi như vậy nữa coi, tôi sẽ tiếng anh hay không. Ui dạ 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 dạ. Bộ đây là sao ướp mới đào lên hả? Ai mà biết. Mau lên nữa là tôi phải về nhà. Anh có một tiền ngon ngọt ở đây cho tôi. Biết rồi mà. Anh yêu à, chừng nào anh mới được ra viện? Cốt đi. Đi lấy đồ ăn cho tao, đói sắp chết rồi. Về em đi trước nhé. Tôi đi đây. Nè nè, chúng ta cùng hôn một cái. À ý tôi là đi đường cẩn thận. Thì tớ, mặc dù người phụ nữ của mày đúng là không tệ, nhưng mà mày vẫn không thể khống chế được cô ta. À nói cho mày nghe, mày phải đối xử thô bạo với phụ nữ, đó là cách duy nhất để cho bộ họ trung thành tuyệt đối với mày. Ê, mặt anh có bị thương đâu, quán mang đầy đầu đó làm cái gì? À chỉ là bị nứt kiểu tay mà thôi. So với tao thì người phụ nữ ngồi chung xe con mi nặng hơn nhiều. Nghe bác sĩ nói là nửa thân dưới bị liệt luôn rồi. Liệt nữa người. Thế cái người phụ nữ ban nãy, tao đã bồi thường cho cô ta 5 triệu và chia tay rồi. Còn cái người ban nãy tao vừa gặp sang này. Phụ nữ mà chỉ là cần có tiền thì chuyện gì cũng có thể làm được. Đừng là phú gì đời mà. Đối với mày, có được một đứa con gái xinh đẹp thì thật coi là phước tám kiếp rồi. Nhưng mà coi chừng đến lúc hết tác dụng rồi, vì cô ta đa đi, có khóc thì cũng đã muộn rồi. Tôi nhớ. À tính nhỉ, sao mọi người lại... Sao mọi người lại tới đây? Chuyện nghiêm trọng như vậy mà không tính cho tụi này biết hay sao? Là gì cả nào nào, anh sếp làm à? Ờ hôn tôi một cái đi nào. Chết đi. Hả? À đi rồi, được rồi, mọi người về nhà đi. Ngày mai tôi ra viện rồi thì mọi người không cần phải ở lại chăm sóc đâu. Vậy anh nghỉ ngơi đi, có chuyện gì thì nhớ gọi điện thoại đi nhé. À biết rồi biết rồi. À cuối cùng thì cũng được tống khứ đi rồi. Đại ca tái thương, tiểu đệ Hồ Đại Lượng xin bái kiến đại lão. Anh làm cái trò gì đó? Đây cả Hồ Đại Lượng ép cá đời này luôn ngưỡng mộ những người như anh. Việc anh có thể cập kê nhiều người cùng một lúc như thế tức là đáng ngưỡng mộ, chưa cỡ cả nữ cảnh sát đó nữa chứ. Vì so với bạn gái của anh thì toàn bộ bạn gái của em đều là cái hàng gây điếm. Từ giờ Hồ Đại Lượng em chính là tiểu đệ của anh, xin anh hãy chỉ dạy cho em đi. Đây là chút quà gặp mặt, ở trong bên trong có 5 triệu, mật khẩu là 666, xin hãy nhận cho. Hả? Mặc dù có hơi bất ngờ, nhưng mà có một tiểu đệ lắm tiền bên cạnh cũng không phải là chuyện xấu gì đâu nhỉ. Anh chắc là không còn ở lại theo dõi thêm chưa? Yên tâm đi, có thể tôi biết rõ. À, không khí trong lành vẫn là nhất. Đúng thiệt là, tôi chỉ muốn giúp thôi mà. Đại ca, đi đường cẩn thận, cần giúp gì thì cứ gọi điện cho tiểu đệ nhé. Tên ngốc đó là ai vậy? Con trai có một người đóng tàu, không biết vì sao nhưng lại khàn khàn đòi bái tôi làm đại ca. Có phải anh lại bà Hòa là về việc có nhiều bạn gái xinh đẹp nữa hay không? À không, làm gì có. Anh còn dám chối, bạn không thì sao hắn nhìn tôi bằng cái vẻ mặt kỳ lạ đó chứ? Anh cũng hiểu lầm rồi, chắc chắn là vì nó thấy cô đẹp quá thôi. Ui, không hổ là đại ca, đến cái chạy mà cũng đẹp nữa. Ôi không 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 không, mình phải ngừng tưởng tượng lại. À gì, yêu rồi sao, suốt buổi
Học mà toàn bị phân tâm thôi. À đúng đó, bị giáo viên nhắc nhở hết mấy lần. Ý giờ mấy người nói bậy cái gì đó. Con chối này chưa, mặt đỏ lên hết rồi kìa. Ý hà gì? Để tôi đãi cô đi ăn nhé. Trường Húc, đúng là khó lòng mà cắt đuôi được anh nhỉ. Nhìn cái gì mà nhìn, ở đây không có chuyện của mày. Có mấy người, còn có một cút đi. Vậy tôi này đi trước. Đi. Đi thôi, tôi vừa phát hiện ra một nhà hàng nhọt rất là ngon. Không cần, tôi không muốn gì thế anh. Rồi đây, làm sao giờ? Đây không phải là con đường mà cô ta hay về nhà. Đi theo, trong ngày hôm nay nhất định phải bắt cô ta cho bằng được. Hôm nay tôi sẽ không để cho cô vô khỏi tâm mắt nữa đâu. Chính rồi, tôi muốn ôn lại bài. Ở tiệm thì tiệm mì thì ôn bài thế nào được. Nói với tôi, cô muốn vào đây học nào? Tôi nói ba tôi sắp xếp cho cô. Trường Húc, anh nghe đây, đừng có tưởng anh có ba làm hiệu trưởng thì muốn làm gì cũng được. Ờ, vừa ra viện thì nên ăn gì để chúc mừng đi ta? Hà gì? Chỉ cần cô đồng ý làm bạn gái của tôi hứa sẽ cho cô tất cả những gì tốt nhất trên cho hết đến hết đời. Phiền gần chết. Tôi chưa bao giờ bà đãi người bên cạnh mình cả, có phải không? À phải. Một tô mì sốt cà chua và hai món kem lạnh ăn kèm. Dạ. Tên đi ca. Hạ dí. Này nào qua đây ngồi chung với tôi. Hả? Cũng thật là trùng hợp cô cũng mới đi à? Hôm nay không ăn ở quán quen thuộc, sao lại chạy qua đây ăn rồi? Không có anh ăn chung thì còn gì là ngó miệng nữa. Đúng rồi. Thằng này, mày không biết Lý Hạ gì là của tao hay sao? Hai người hãng đơn phương đó. Đơn phương à, em dai à. Trước khi thấy được một cô gái nằm ngoài tầm với thì phải xem lại giá trị của bản thân trước đã. Mày nói gì? Ông nội mày, bố mày nói lại một lần nữa, Lý Hạ Di là của tao. Nếu như mày biết khùng thì cút ngay lập tức, tao sẽ coi như là chuyện này chưa từng xảy ra, bằng không thì đừng trách tao đánh què giò. Chúng mày dựa vào đâu mà tự tin quá vậy? Tao chính là lão đại của trường cấp 3 Thư Hoàng. Khoan nói tới Tần Hải, tất cả những người sống ở trong phạm vi nhà trường đều phải nghe lời tao. Cỡ cả những người ở trong thế giới ngầm cũng phải nói mặt tao đấy. Ôi, hóa ra là lão đại à. Bảo sao thái độ lại hống hách tới như vậy? Bây giờ mới nhận ra thì đã muộn rồi. Cái gì? Học sinh thì cư xử cho ra dáng học sinh. Sao mấy người lại thành ra như thế này? Xem ra là ở trường không có nghe lời thầy cô rồi. Mày nhảy rành. Có lẽ mày chưa bao giờ nếm mùi bị đánh bầm dập trong trường. Hôm nay tao phải mặc giáo viên của mày dạy dỗ mày. Ây da. Giờ đến lượt mày rồi. Tao trả tiền cho lũ tụi bay. Ở đây không biết sao. Mau đánh nó cho tao. Đánh chết nó. Lên đi. Lát sau. À xin lỗi, tao sẽ bồi thường cho toàn bộ mọi thiệt hại. Bảo hắn trả giá. Quái vực. Chú mau đến đây đi. Tao bị người ta bắt nạt mày. Ai là chú Hút? Tôi là tôi. Có phải là chú tôi đã cho các người đến không? À Trường Thiếu, cục trưởng gửi chúng tôi đến đón anh. Anh có bị thương không? Là do ai đánh? Là hắn, chính là tiêu tử đó. Nhạy rành, anh bị nghi ngờ là tội cố ý gây thương tích, mời thấy chú tôi. À, no quá. Tôi đang tự hỏi anh tính gọi cái loại trợ giúp nào tới, thì ra là cảnh sát à. Đi nào, sẵn đang cần tiêu cơm. Khôn hồn thì ngon ngon vào đi, bằng không thì tôi sẽ cho anh không còn chân nữa đi. Mấy người thấy tôi có chống cự không? À, có về đi hả? Tối nay gặp lại tại quán Rolling Stone Spa. Đi theo. Cái thằng ngu, còn đợi cái gì nữa? Cứ đợi đó mà nhặt xác của nó đi. Tân Nhữ, còn mang bộp đít. À, sao vẫn còn chưa xử lý hắn? Trình Thiếu đừng vội, hắn không chạy được đâu. Sớp làm sẽ trực tiếp ra khảo hắn. Anh yên tâm đi, sớp làm nổi tiếng là đặc biệt nghiêm khắc. Đặc biệt nghiêm khắc với những tội phạm đối với học sinh.
Sếp Lâm à, nhắc tới có phải là nữ sinh cảnh sát đẹp nhất trong đồn hay không? À đúng vậy đó, không ngờ chuyện này mà anh cũng biết. Nghi phạm đâu? Sếp Lâm ở trong phòng giam. Ừ. Trời dạ, còn có người đẹp như vậy tồn tại sao? Họ tên gì, tính tuổi tác, công việc, thành thật khai báo đi. Tôi là tôi, trong cô này. Tôi cảnh cáo anh. À, tôi chính là chồng cô đây này. À, tôi nên hẹn cô ấy như thế nào nhỉ, hay ăn cơm hay là xem phim? Chị Thiếu à, đây có mà nghĩ tới. Sớp làm có hàng tá người thề đuổi, không tích lực anh đâu. Tiêu hút xa rồi, có bị thương không? Hồi cuối cùng thì chú cũng đã tới rồi, chào cục trưởng. Chú à, không biết thằng nhãi đó tàn độc thế nào đâu. Tất cả bạn bè của cháu đều bị đánh, chú nhất định phải làm chủ cho cháu. Yên tâm đi, nhất định bắt hắn phải trả một cái giá thật là đắt. Nhớ cái tin đó vài ngày ở trong trại giam, cho ở cùng với những cái tên tội phạm nặng nhất. À cục trưởng à, người này sợ là không thể nhốt được. Cái gì mà không thể? Chú của tôi là cục cảnh sát đồn đấy, có chuyện gì mà không làm được chứ? Đúng là nực cười. Vậy ông cứ tự vào mà hỏi cùng đi nhé. Tôi muốn xem hắn là thần thánh phương nào. Chú à, cố lên. À người đẹp à, tôi là Trương Húc, là cháu của cục. Ôi má ơi. Hả? Công trưởng, cháu. Ây da, không ngờ là anh đó. Hai người nhà với nhau cả mà, làm sao mà tôi không nhận ra được chứ. Vẫn là còn ông biết điều. Cháu à, thằng rách này là tội phạm, sao chú có thể cấm một cái thằng khốn này? Chú, tại sao? Từ lâu tao đã nhận rất nhiều báo cáo về việc mày đánh nhậu ở nơi công cộng. Hôm nay nhất định phải dây dấu mày, đưa nó xuống để cho nó tự giải thích về hành động của mình. Dạ. Tần già xử lý như vậy anh thấy có hài lòng chưa? Vẫn còn chút đỡ đất ngờ nghiệp. Cháu à, vậy có còn tụi đưa cho xe đưa anh về tận nhà không? Không vội, có chuyện này tôi muốn nói riêng với Sếp Lâm. Anh bỏ ra. À rõ hơn vậy tôi sẽ lùi ra trước. Anh làm cái gì mà thần thần bí bí vậy? Để cho người khác nhìn thấy sẽ không ai đâu. Chị hai à, cô có chuyện nói chị có lý một chút có được không? Bạn nãy hai người chúng ta cũng ở trong chính căn phòng này, mà cô có sợ bị người khác nhìn thấy đâu. Có gì thì mau nói đi, tôi còn phải đi làm việc. Chị Nhi, chúng ta. Chị Nhi, nghe nói chị đang ở. Hả? Ui, tôi cũng không thấy gì hết. Tiểu hả? Anh tính ra. Tiểu hả? Bà cô của tụi ơi, tự nhiên đến đồn cảnh sát làm cái gì? Không mới cứ quậy của tôi rồi, sau này làm sao mà đối mặt với cô ấy đi? Được rồi, vào trong đi. Vào trong ngồi chơi, làm gì mà vội vàng chị về vậy? Em cũng chẳng có chuyện gì. Tiểu Hà, qua đây ngồi đi. À, ngồi đâu cũng được, cũng không xa lắm. Chứ nhà, đừng có nói với tôi là anh đặc biệt đến đồn cảnh sát đã hẹn hò với chị Nhi đấy nhé. Nói rồi, thì chuyện dài lắm. Tôi biết ngay mà, trước giờ anh đối với tôi vẫn luôn rất hời hợt. Chị Nhi, em đến tìm chị là vì em lấy được hai vé xem Tiểu Thiên Hậu Tiêu Nhược Lâm. Vốn dĩ là tính cho hai chúng ta đi chung, nhưng mà bây giờ em đưa hết cho chị. Tạm biệt. Tạm biệt là ý gì? Sao cô ấy lại nói lời tạm biệt? Tiểu Hạ, mau đuổi theo đi. Rồi. Tiểu Hạ mà xảy ra chuyện gì thì tôi giết chết anh. Tiểu Hạ, giờ đây tôi với không phải như cô nghĩ đâu. Chúc hai người hạnh phúc. Tiểu hả? Nè, hỏi muốn sống nữa hay cái gì? Làm tôi sợ gần chết rồi. Cô không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?
Không cần anh lo. Đừng có làm loạn nữa có được không? Con thật sự là hiểu lầm chúng tôi rồi. Tối nay tôi về lại Thượng Kinh. Có cậu không gặp sẽ còn nhớ. Chúng ta hãy cứ quên nhau đi. Hả? Cái gì? Tần Nhược. Tiểu Hà đâu? Sao chỉ có mình anh? Cô ấy đi rồi, trở về Thượng Kinh. Sao lại cái chuyện này? Anh muốn để cô ấy đi sao? Không có, nhưng mà cô ấy... Anh là heo hả? Nếu đã không muốn thì sao không đuổi theo? Cô ấy đã cương quyết như vậy rồi, tôi đuổi theo cũng có tác dụng gì? Nghe đây, chỉ còn anh có thể ngăn con bé rời đi thì chuyện gì cũng có thể. Nhưng mà nếu như để đã hết đi rồi thì hai người đừng có hòng gặp lại nữa. Trong thần tâm của con bé thì có khi vẫn luôn mong anh giữ nó lại đấy, đồ ngốc à. Phải, vẫn còn cơ hội. Con bé hết phải về nhà thu dọn đồ đạc trước, lấy xe của tôi, có khi còn đuổi kịp. Không còn, lái xe quá chậm rồi. Hả? Tôi đi đây, cảm ơn cô Y Nhi. Hả? À, cái gì vừa quá vậy? Tên khốn nhà anh, nhất định phải đưa con bé trở về. Tiểu Hà đâu? Nó đi du lịch xong xách hành lý đi rồi. Đi được bao lâu rồi? Chừng nửa tiếng trước. Biết rồi, anh cũng đi chung với nó. Ừ. Sân bay quốc tế Tân Hải. Ừ, biết rồi, anh em sẽ quay về sớm nhất có thể. Đừng có mà chống đối anh thêm một lần nào nữa, cho dù em có thay đổi địa chỉ hay là đổi điện thoại thì anh cũng nhất định tìm ra. Không phải là anh không thương em, nhưng mà là do Tần gia áp bức người quá đáng. Người có Tần gia đã đến nhà chúng ta 7-8 lần rồi, càng đến thì càng tệ. Hôn sự này không thể trì hoãn lâu đến thêm được nữa. Em gái à, em mau về đi, bằng không thì anh sẽ đem xương cốt tổ tiên đến mời em quay về đó. Tiểu Hà, có nghe anh nói không hả? Tiểu Hà, phòng phát thanh, tôi biết cô vẫn còn chưa đi, quay về đi. Tôi là một tình khốn mà, cầu xin cô hãy cho tôi thêm một cơ hội. Anh này, anh không thể làm như vậy được đâu. Nhớ ngày qua, đúng là bản thân tôi vẫn luôn hờ hững. Nhưng mà tôi, sau khi cô nói rằng muốn rời đi, tôi bỗng nhiên nhận ra rằng trong lòng mình lúc nào cũng có hình dáng của cô. Tiêu Hà, cô có nghe thấy tôi nói không? Cho nên tôi cầu xin cô hãy quay về, để tôi được bù đắp cho cô. Có ba từ tôi nhất định phải nói ra. Anh yêu em. Tần Nhược à, mọi người đều ở đây à? Anh uống bao nhiêu chai rồi? Tiểu Hà đâu? Cô ấy bay rồi. Tôi đã dùng lời phát thành, lời tốt đẹp đều đã nói hết ra rồi, nhưng mà cô ấy vẫn làm lừa tôi. Tôi rốt cuộc đã làm sai chuyện gì? Uống rượu vào thì Tiểu Hà sẽ quay về chắc. À, vì thế tôi xin lỗi. Xin lỗi tôi làm cái gì? Nói nghe xem nào. Hả? À, vì hiến. Ôi, phải vì hiến. Cái tên bồm rồi nhanh. Tính lại gần dùng mùi hôi hám của anh ám chết tôi hay gì? À dạ, xin lỗi. Thật là tôi quá cảm tạ trời đó, Tiểu Hà đã quay về rồi. À, để chị phải lo rồi, lỗi tệ em bốc đồng quá. Ý dạ? À, không bốc đồng. Chỉ là cô về rồi thì sao cũng được. Bây giờ anh còn muốn làm tên bệnh rượu nữa đó hả? Anh có biết là tôi phải mất bao nhiêu công sức mới giữ được cái không khí trong lạnh ở trong nhà hay không? À, không dám nữa, không dám nữa, thì chị không uống nữa. Sao còn còn mà hành lý lên cho tôi? Ok, đi liền. Tấn lên. Các chị chắc là đang tự hỏi vì sao em lại quay về. Em rất thích Tần Nhược, cho nên em sẽ đường đường cho nhấn cạnh tranh với các chị. Em sẽ dùng chính dòng khí của bản thân để giành lấy tình yêu của đời mình. Hắc xì. Ừ. Ý nhỉ,
Trả hai vé này lại cho cô à? Đúng vậy, chị nhì mà chúng ta nên đi chung với nhau để tăng phần tình cảm. Ừ, cái cô này. Sao, không muốn đi chung với tôi đúng không? À, là làm gì có, cậu cũng không được. Xin chào tất cả các bạn. Bởi biểu diễn riêng của Tiểu Thiên Hậu và Người Yêu Mến sẽ bắt đầu trong vòng 3 tiếng nữa. Thì như tôi được biết thì buổi diễn này đã thu hút hơn 500.000 người. Vậy hiện đang có hơn 100.000 người đang hướng về địa điểm tổ chức sân vận động thể thao Tân Hải. Mặc dù còn 3 tiếng nữa, nhưng mà rất đông những khán giả nhiệt tình đang xếp thành hàng dài để được vào trong. Ôi tía má ơi, thì nhật làm mà, này lợi hại lắm hay sao? Nhiều người đứng đợi dưới trời nắng thế này, chỉ có thể nhìn thấy cô ta. Anh thì biết cái gì, cô ấy hiện là đang là người đứng đầu của giới đề thi đó. Theo đuổi thần tượng thiệt là vừa nóng vừa điên mà. Ai, trực nam ngốc nghếch, làm sao mà hiểu được cái niềm vui của cuộc sống. Chỉ mong tối nay cô sẽ cho tôi cái gì đó bất ngờ. Cửa sau của sân vận động đẹp quá. Xin chào tiểu thư Tiêu, tôi là Lâm Yên Nhi, chịu trách nhiệm bảo vệ cho buổi biểu diễn. Vậy làm phiền mọi người rồi. Có chuyện rồi, bảo vệ. Ở đâu? Đang tới hướng nào tới? Thu hoạch ngồi dự đoán. Cô cảnh sát xinh đẹp này cứ để cho tao. Chết tiệt. Sao thế? Không có gì. Alo, Tần gia, tôi là Triệu Thiết Quân. À, tôi Triệu sao? Sao đương nhiên lại gọi điện thoại cho tôi? Cháu trai của ông lại phàn nàn gì về tôi nữa hay sao? À, đừng đùa nữa chứ, bây giờ anh đang ở đâu? Tôi á, đang chuẩn bị đi xem hòa nhạc của Tiêu Nhược Lâm. Ông có muốn đến chơi chung cho vui không? Đừng đi nữa, buổi diễn hôm nay không tổ chức được đâu. Tức là sao cơ? Nội tuyên trước có một đám khủng bố tấn công nhóm của Tiêu Nhược Lâm. 6 người bảo vệ của Tiêu Nhược Lâm và cảnh sát an ninh đã bị bắn chết. Tiêu Nhược Lâm đã biến mất cùng với Lâm Y Nhi rồi. Lúc xảy ra chuyện thì cô ấy cũng ở đó. Chị Nhi có gặp nguy hiểm không? Đám người đó là ai? Đây là lần đầu tiên mình thấy chủ nhà có biểu cảnh này. Sợ lần này là anh ấy tức giận thật rồi. Mau đưa đến bệnh viện. Trời ạ. Tần gia, cuối cùng anh cũng tới rồi. Tình hình thế nào rồi? Bọn họ tổng cộng có 8 người ngoại quốc, 20 người cảnh sát của chúng tôi cố chặn chúng lại. Nhưng mà bọn chúng bắt đầu chỉ súng bắn loạn xạ, làm hơn 10 người bị thương. Con đường này dẫn tới đâu? Một càng nhỏ, một chiếc trực thăng báo cáo là bọn chúng đã lên một chiếc du thuyền hướng ra biển. Tôi nghĩ là chúng đang tính cách chạy đến một hòn đảo cách đây 30 km để nghỉ chân. Lão Tần, là cái nào lại cá gan dám bắt cóc Y Nhi? Có thể là lính đánh thuê người nước ngoài đã chạy ra hòn đảo ngoài biển rồi. Vốn dĩ tôi thường không nhúng tay vào mấy cái vấn đề này, nhưng mà vì chúng đã động đến người của tôi, chúng nhất định phải chết. Sao khi đáng sợ quá. Tiểu Hà, đợi tôi về. Mọi người nhớ phải cẩn thận đó. Tàu chúng ta sắp đến nơi rồi, mấy người nhất thiết cũng phải bơi như thế không? Các anh em có khó rồi, thông thả nghi ngờ đi, ngày mai chúng ta sẽ quay về. Là rồi à, hai đứa con gái đó cho ai chị trước đi? Đúng đó. Lão đại làm đầu tiên, tôi làm lần thứ hai. Mày chết đi, tao mới thứ hai. Một lúc ngu. Ủa? Đừng có tranh. Không phải chúng ta có tới hai đứa con gái hay sao chứ? Ở trong đó tranh cái gì mà tranh? Nữ cảnh sát đó, mấy người muốn làm cái gì thì cũng được. Còn cô ca sĩ đó thì vậy để chúng ta lấy đưa tiền đã. Có biến. Cảnh sát đuổi tới rồi. Ây da, mau tản ra núp đi. Mau giết sạch bọn chúng. Chắc được không đó. Màu viên cũng còn bắn trúng thế.
Tôi chưa từng dùng cái thứ này bao giờ. Cứ cho chúng một cơ hội đi. Tôi biết mấy kỳ này, nhớ phải đề cao cảnh giác. Nhiều hết tất cả một kế cũng không tha. Chỉ chừa lại một đứa còn sống đâu hay ra tung tích quy nhi thôi.